Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh Ezzy đây. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái tựa game mang tên là Stick War Legacy, hay còn gọi là Người Que Đại Chuyến. Và nếu anh em thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Anh em có thể hoàn toàn tải cái tựa game này miễn phí ở trên Android về và chơi thôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Để cuộc chiến giữa những người que với nhau, và chúng ta sẽ có 3 chế độ chơi khác nhau. Một cái là Classic, chúng ta sẽ đi theo phần là Campaign. Phần thứ hai là Tournament Mode. Và thứ ba là cái Elderless Death. Cái này là như kiểu là có zombie thì phải. Còn cái này như là đấu mạng. Và cái này là theo cốt truyện. Mình sẽ chơi thử theo cốt truyện cho anh em xem nha. Chúng ta đang đánh thử qua một chút này. Đây là cái vùng đất của những cái người que. Là nhiệm vụ chúng ta phải đánh chiếm từng vùng đất một. Và chúng ta sẽ chiến đấu thôi. Thì cái tựa game này nó sẽ kết hợp giữa khai thác và điều khiển quân. Một dạng kiểu chiến thuật. Rất là hay. Nào, chiến đấu thì chúng ta mỗi bên sẽ có hai cái bức tượng này. Hai cái bức tượng này nó sẽ bên nào phá hủy xong cái bức tượng thì bên đó sẽ chiến thắng. Và chúng ta sẽ cần phải khai thác để lấy vàng, mua thêm những quân lính ở đây. Chúng ta sẽ cần thêm mình đang mua thêm kiểu dạng nông dân đấy. Đấy, bên đó sẽ mua hai thằng để thủ rồi anh em. Chúng ta sẽ mua thêm ít nông dân nữa nào. Mình cần nhiều nông dân để mình có thể là tấn công được nó. Nó có ba thằng thủ và hai thằng nông dân. Tốc độ lấy vàng của nó khá là chậm. Mình sẽ đợi một chút đi. Rồi ok, chúng ta sẽ mua full nông dân trước đã. Khá đơn giản thôi. Game này là chỉ có khai thác vàng và dành tiền. Mình sẽ để một ít quân ở đây. Mình sẽ mua thằng cầm gọi là cầm cái gậy. Cầm cái gậy. Anh em có thể cầm cái gậy đúng không? Nó chuẩn bị ra đây rồi. Mình đang mua nó. Và không biết nó ở đâu ta. Sắp ra chưa? Đây đây, nó đang ra rồi. Ở đây nó sẽ có 3 chế độ. Một chế độ là thủ thành. Và chế độ thứ hai là chế độ phòng thủ. Có nghĩa chúng ta sẽ để quân ở đây này. Còn thứ ba là chế độ tấn công đối phương. Mình sẽ để quân đâu thật đông ở đây cái. Chúng ta sẽ cần khoảng là... Nó tấn công rồi, nó chuẩn bị tấn công rồi anh em. Tơ tơ nha. Chuẩn bị chiến nào, chuẩn bị chiến nào. Chúng ta sẽ tấn công nó nào. Tấn công nó đi anh em, lên. Mày nhợt, mày nhợt. Ấy cha, ấy cha, ấy cha. Ghê phết ta. Đánh ai, đánh ai, đánh ai. Đánh ai, ui trời ơi man. Đánh nhỉ, đánh nhỉ. Lùi 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 anh em ơi. Lùi 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 thôi, lùi thôi, lùi thôi. Mình đang cần thêm. Đập nó. Cái thằng cầm kiếm này. Ok. Chúng ta sẽ đợi quân nó lên. Mày vào đây. Rồi vào đây chiến nào. Anh em tiến lên, mình sẽ mua thật nhiều cái thằng club này để về thủ thủ nhà. Nó tấn công cực kỳ mạnh mẽ vào đây. Ok, chúng ta sẽ cần bật âm thanh rồi. Game này khá là hay ta. Quân nó đông thế. Ba thằng cầm kiếm, mình là cầm búa, cầm cái dìu. Chúng ta sẽ cần thêm này. Rồi mình sẽ cần thêm cung. Thằng này vẫn chưa đủ. Thằng này vẫn chưa đủ. Tôi đang club này. Nó 1, 2, 3, 4. Và nó đang khai thác khá là nhiều. Nó đang chuẩn bị tấn công lần 2 này. Đợi từ từ nha. Chúng ta sẽ cần thêm cung ở đây. Vào đây xem nào. Xem có chiến được không. Là bắn cung rồi. Bắn cung thì công nó cao hơn. Và sẽ có bọn này nó hộ vệ, hỗ trợ các kiểu. Khai thác đi em ơi. Cần thêm nào. Có thể tấn công chưa, 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 chưa. Bắn nó đi á. Bắn nó đi á. Rồi cần thêm cung. Mày nhợn, mày nhợn, mày nhợn. Vào đây, vào đây, vào đây. Ta sẽ mua thêm thằng club này nữa. Mình khá là nhiều tiền hiện tại. Mình sẽ cứ để thủ một chút đã. Lui về, lui về, lui về, lui về. Vào đây đấy. Em kia đang định chạy. Nào, mua thêm nào, mua thêm cung nào. Mua thêm cung nào. Nó sẽ có 3 thằng ở đây, 4 thằng rồi. Nó đang thiếu vàng trầm trọng đây anh em. Mình chỉ đầy vàng đây. Chúng ta sẽ mua thêm quân đội ở đây nữa. 300.000, 300 một cái thằng này luôn. Đông chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ hàng chưa? Chưa đủ, chưa đủ. Hiện tại mình thấy chưa đủ đâu. Để nó tấn công đợt nữa đi. Xong rồi mình sẽ dồn cả quân của mình lên. Tấn công phát nữa nè. Này này. Tấn công đi em. Nó bao nhiêu thằng? Nó khá khá quân rồi đấy. Nhưng liệu có vào được không? Mình nhìn xem. Quân ta đông như thế này cơ mà. Mình sắp full 40 thằng. Có khi là full 40 thằng mình cho nó lên một lượt không nhỉ? Có vẻ là hợp lý đấy. Rồi, đông lắm. Quân mình đông lắm ấy. Nào nào, ta mua hết sạch luôn. Đợi đi, ai chả. Quân nó cũng đông lắm anh em ạ. Không biết thế nào đây. Chúng ta không biết là có thể ăn nổi không đây. Nó chuẩn bị đông thế. Nào, ta thêm cung nào. Cung thì tốc độ nó hơi chậm một tí. Đứng đằng sau bắn thôi. Rồi, rồi, rồi. 37, còn 3 thằng nữa. Là chúng ta sẽ có thể là chiến đấu. Nào, tấn công thôi. Đã thế tấn công hết lượt nào. Tiến lên. Đoàn quân Stick man. Ui nó đông lắm.
mua full cái này lên. Bắn, bắn tên. Vào, vào này, vào này, vào này, vào này. Tên đâu? Cung thủ đâu? Quân nó chạy rồi, mình cũng rút thôi. Nó có quân hộ vệ thành ở đấy, đây. Bật cái caster lên thì nó có quân hộ vệ thành. Úi giời chết, la liệt. Ok, về nhà. Thủ nha. Nó hết quân chơi rồi. Ui, nó không phải hết đâu, nó cũng đông phết đấy. Ok, mình sẽ đợi thêm quân và tấn công phát nữa. Tiến lên nào. Yes. Tấn công nó, quân nó đông thế nhỉ? Nguyên lắm là cầm kiếm thế này thì đánh thế nào được. Tiến lên. Đánh nó. Bập. Lùi. Rút. Đấy, mấy bọn cùng ấy. Vào luôn. Đếch gì cần phải thủ nhỉ? Mình quân mình đông như thế này cơ mà. Lên nào. Đang tấn công cái trụ nó, thẳng cái trụ nó. Anh em. Ok, bắn cái trụ đó thôi. Rồi ôi, lên. Mình còn có ít quân quá kìa. Lùi, có khi lùi. Có tới rồi sao đông thế? Mắc đông luôn. Chúng ta sẽ thủ trong nhà luôn. Nào, chúng ta sẽ đóng cửa cổng thành vào. Về. Thấy chưa? Chúng ta có đội hộ thành này. Đội hộ thành lên. Mày nhờn này. Bắn chết hết luôn. Xong rồi xua quân ra đánh. Tiến lên. Mày nhờn. Chạy à thằng này. Chạy đi đâu? Bây giờ hết quân cho em. Bây giờ sẽ dồn vào nữa là sẽ thắng rồi. Trời khá là hài. Rồi tiến lên. Tiến lên này, giết hết cái bọn nông dân đấy. Tấn công. Còn bao nhiêu quân nữa? Còn quân thủ không em? Rồi ôi. Đánh thế quái nào được. Yes. Chúng ta đã phá hủy được cái bức tượng và mình giành chiến thắng. Bò. Mình sẽ được thêm game ở phần này và nó sẽ unlock được một cái cửa nào đó. Yes, cũng được. Jump, ta có thể nhảy lên à? Có đang cầm kiếm này, sword này, có cả block, có nghĩa là đỡ đòn và tấn công này. Chúng ta có thể chỉ vào từng thằng một để có thể là tấn công hoặc là phòng thủ. Nhưng cái này nó hơi chơi trên này thì hơi khó. Cái gì vậy ta? Sẽ quảng cáo vậy? Xuất quảng cáo vậy ta? Đây nó có thể là upgrade cái nhân vật chúng ta lên này. Cầm kiếm này. Wow. Cầm kiếm nó sẽ tăng nâng cấp. Mình có 6 điểm. Cái mũ của cái cung thủ 20% máu, 10% tốc độ. Cũng ổn đấy nhờ. Bắn cung này. Rồi ta sẽ nâng cái này lên. Upgrade này lên. Tăng máu. Mình sẽ cần tăng máu. Và cần tăng đam. Cũng như cần tăng... có tên này, tên xịn này anh em. Rồi, mình sẽ cần nâng cấp cái bọn này lên. Cái này là cái size, có nghĩa là chứa được nhiều hơn này. Và đang nâng lên luôn. Rồi, ok. Cần thủ châu. Rồi, mũ xịn rồi. Ngon. Chúng ta có shop này. Chúng ta có thể dùng game và mua những cái này. Những cái này như kiểu là sử dụng một lần thôi. Không cần. Ready. Ok, chúng ta có thể quay lại được cái phần main menu này. Ấy, tournament mode normal. Chúng ta sẽ đối đầu normal nào. Có thể chọn là avatar. Đẹp vãi. Ok, avatar như nào đây? Thằng này đẹp đấy, chuẩn đấy. Continue. Tìm đối phương. Ở đây là mình đây. Mình sẽ đối đầu với thằng Maverick. Classic. Chiến đấy. Nó có hình hài phết nhỉ. Ok. Oh man, có thể nâng cấp. Cái này thì hơi khó nhỉ. Rồi, cầm cung, cầm giáo, pháp sư. Mình không biết là mình sẽ đánh cái gì đây. Rồi, mình sẽ cần thằng này trước này. Upgrade lên. Mỗi thằng mình sẽ nâng cho nó một cái. Như thế này. Có 11 điểm tất cả đúng không? Mỗi cái nâng một chút. Pháp sư này, cái thằng này nữa là thằng này là người khổng lồ à? 30% máu. Vấn đề mình sẽ đánh dùng quân gì? Rẻ tiền. Bắn cung. Pháp sư. Có khả năng gây ra stun. Mỗi cái mình sẽ nâng một điểm đi. Thằng chiến binh này. Còn 3 điểm nữa. Đây là nâng đồng đều luôn. Nâng cho cả trụ cả kia thưa. Ready. Tiến lên. Nào.
chúng ta sẽ mua một ít quân ở đây. 125, giá bọn kia đắt phết đấy. Khai thác nhanh nào em ơi, khai thác nhanh nào. Nó cho quân rồi. Man. Chúng ta đang hết rồi. Nó có 2 thằng, 3 thằng rồi. Rồi ok, chúng ta có thể cho quân vào trong nhà cũng được, không cần thiết lắm. Hoặc là mình có thể mua khổng lồ 1500 kìa. Rồi ok man. Nó có 3 thằng đúng không? Nhưng mà ít thằng ấy lắm. Nó ít thằng đào vàng lắm. Mình tốc độ đào vàng thì cực nhanh luôn. Quá nhiều luôn. 5 thằng rồi. Nào, đào thêm vàng thôi, đào thêm vàng thôi. Đánh đi, chưa đâu. Vào đây. Tao đào vàng nhanh hơn mày mà. Có mấy thằng đào vàng? 3 thằng đào vàng rồi. Bây giờ thì mình mua thoải mái luôn. Đấy, đào vàng phải như thế này chứ. Nào, chúng ta sẽ cần thêm cung thủ nhỉ? Cần thêm cung thủ không? Để dành tiền mua cung thủ rồi. Nó đang tiết kiệm tiền à? Đúng rồi, nó tiết kiệm tiền rồi anh em. Bây giờ tấn công là chuẩn rồi. Tấn công. Tấn công à. Nó buộc phải kia rồi. Chúng ta sẽ dành tiền mua khổng nhân, mua khổng lồ. Tấn công nó. Mày này giết bọn đào vàng. Lui defend. Chết rồi. Có giáp. Chúng ta có giáp. Mà chết 2 thằng rồi. Vấn đề là chết 2 thằng rồi anh em. Cần thêm mà đào vàng tiếp này. 2 đào vàng nữa. Thủ đây. Mày chiến đấy. Ấy chà, nó có cung à. Ở đi đâu này? Thanh niên đi đâu này? Vãi loèn thật. Nhìn này đi đâu thế này? Có khổng lồ. Để dành tiền mua khổng lồ nhá. Mà đập nát nhà nó luôn. Rồi, 1055 rồi. Ờ đi đâu này? Sao cái bọn này đi đâu này? Nhầm hướng à? Khổng lồ sắp chuẩn bị ra nha. Chẳng hiểu sao, nó sang bên tận này hình như là đang hết vàng rồi. Vì thế nó phải sang bên này để nó đánh mới được anh em ạ. Mình hiểu. Mình sắp có khổng lồ rồi, từ mình sắp có khổng lồ ra đây rồi. Cần thêm mấy cái này nữa. Vàng đang hết thì sao ạ? Thì phải. Đấy rồi. Đợi khổng lồ ra nữa thôi và chiến đấu thôi. Tấn công. Attack. Defend. Attack. Archidons fire. Fire. Tấn công nào. Bây giờ tấn công thôi. Ui mưa tên ạ. Mưa tên gì đó. Rồi ôi khổng lồ. Không được rồi. Không ổn rồi. Ui da, khổng lồ, một mình là khổng lồ. Cân tim à. Nào. Quạt hết anh em ạ, một mình khổng lồ quạt hết luôn. Ui trời ơi. Này, vào đây. Khổng lồ ơi, cố lên em ơi. Cố lên nào, thằng sọc giáo kìa. Sọc giáo này. Quân ta đã vẫn đang cố gắng lên, vẫn đang cố gắng áp sát đối phương luôn. Một mình là khổng lồ chất quá anh em ạ. Chúng ta sẽ mua thêm một hàng khổng lồ nữa thì nó nát nhà luôn này. Mình đảm bảo luôn. Tấn công nó. Đúng rồi. Quân ta đằng sau rất đông. Rồi ôi chết hết luôn đấy. Phá nhà thôi. Phá nhà thôi. Đúng rồi, lên. Phá nhà. Sắp chết kìa, sắp thuống rồi. Nát nhà, yes, tuyệt vời. Wow, chưa khổng lồ, đúng là bá đạo rồi anh em. Thêm game. Thế chứ. Kinh vãi mà trận chiến đánh hay vãi. Cho đánh hay vãi. Được đó, cái chiến thuật của mình mình có vẻ là thấy ổn. Rồi, nó sẽ. Ok, tại sao vậy? Tại sao không được ta? Đây rồi, chúng ta thắng thêm một trận nữa rồi. Và chúng ta sẽ đối đầu với ai đây? Ok, đúng rồi. Rồi, thì mình sẽ
Đúng rồi, mấy thằng có cái hình xe kìa. Ta sẽ nâng cấp mắc cho thằng này luôn. Lên. Nó khả năng nâng lên. Đào cho nhanh. Rồi ok, mình sẽ không dùng cung, mình dùng hai thằng này thôi. Tăng cái lượng máu nó lên. Đấy. Đấy, nâng hai lần thôi. Thế có phải là ổn. Rồi, ready. Nào nào nào. Mình sẽ mua thằng này trước. Ui giời. Xịn đấy, cái này cái xịn đấy anh em ạ. Lấy vàng nhiều lắm ấy. Mình sẽ cần quân thủ nhà không? Để mình xem có cần quân thủ nhà không. Cần một ít nhà, chắc cần một ít. Túi vàng thôi nhá. Túi vàng, không phải túi đều nữa. Túi đều. Đấy. Đấy, một phát được 250. Ngon vãi. Rồi ok, chúng ta sẽ để 3 thằng thôi. Nó có mũ vàng đây rồi. Rồi ok, sẽ để dành tiền mua thằng khổng lồ. Chỉ cần 2 khổng lồ thôi là có thể là đập nát nhà nó được rồi. Đảm bảo luôn đấy. Rồi đền tiền, chúng ta dành 1.500 để mua khổng lồ. Chúng ta cần thêm mấy thằng ở đây nữa, mấy thằng công nhân nữa. Đánh đi em, vào đi, có dám vào không? Cái này của nó là cái cùi, không đáng kể đâu. Về đây, về đây. Thêm tiền. Đấy rồi, thêm. Cần mua khổng lồ nữa. Đây là khổng lồ rồi, chúng ta sẽ mua khổng lồ thôi. Tập trung vào mua khổng lồ thôi. Ở nhà khai thác vàng này là ổn đấy. Không có quá nhiều ấy đâu. Hai khổng lồ thôi là có thể là ăn nát tim nó rồi. Hai khổng lồ chạy thì nó khá chậm. Thêm. Có cung à? Cung không vấn đề gì cả. Khổng lồ mình nâng mắc cơ mà. Ái chà. Thêm vạn. Đúng rồi, hai khổng lồ rồi. Bây giờ thì chỉ mua khổng lồ rồi để nó lên thôi. Để nó tăng cơ thôi. Chúng ta hãy đợi một khổng lồ nữa và chuẩn bị tấn công nào. Nó tấn công rồi. Nó phá cái đá này ra làm gì đây ta? Nó quyết định là tấn công à? Rồi, mình sẽ mua thêm khổng lồ nữa. Ok, let's go. Cái bức tường ở giữa hai bên anh em ạ. Ấy chà. Muốn tấn công cái này, cứ đánh đi. Tẹt bô nha. Bên này sắp hết vàng rồi. Chúng ta sẽ mua thêm quân ở đây. Nào, tấn công nào. Attack. Bây giờ sẽ tấn công. Archeron, fire. Fire. Lên. Để lượn tấn công rồi. Bá khổng lồ luôn. Ok, let's go. Dã nó. Mấy cái thằng này á. Nghỉ nha. Khổng lồ đấy rồi, tấn công. Khổng lồ nữa này. Đánh đi. Ta quẩy nát tim luôn. Sức mạnh của khổng lồ. Wow. Nhìn cái bọn kia kìa. Nó chết như thế nào, anh em có thể thấy cái độ nguy hiểm của bọn khổng lồ này. Nó kinh khủng như thế nào luôn. Chạy rồi. Xùi ôi, nó giã cho như thế này thì đỡ thế nào được. Yes, tuyệt vời. Ok. Thế chiến thuật khổng lồ của mình là bá đạo quá anh em ạ. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của Stickman Legacy. Ok, bye bye. Chúng ta bỏ qua cái này ạ.